Thưa khán giả, trong chương trình trước, truyền hình Sóc Trăng đã thông tin về việc kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, thì để có được tài khoản định danh, công dân cần có mã định danh mới đăng ký được. Để hiểu rõ hơn các nội dung có liên quan đến mã định danh, trong chương trình hôm nay, mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng với Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng về nội dung này. Trước tiên, xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng hôm nay. Thì để thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện cái mã định danh và tài khoản định danh qua cái công tác này thì một số bà con còn rất là đang thắc mắc tới một số cái định nghĩa. Thì đồng chí có thể cho biết là cái mã định danh điện tử là gì thưa đồng chí? Mã định danh là một dãy số gồm 12 chữ số để xác định diện nhân thân của công dân thì do Bộ Công an cấp. Thì cái mã định danh này được cấp khi công dân sinh ra và đến khi mất đi. Và mã số định danh này sẽ cấp cho cá nhân đó và không trùng lập với cá nhân khác. Và khi công dân đủ 14 tuổi, đủ tuổi làm căn cước, thì cái mã định danh này cũng là cái số căn cước của công dân luôn. Thì cái mã định danh điện tử này có những cái tên gọi gì khác không thưa đồng chí? Mã định danh thực ra thì nó có một số cái tên gọi như là mã định danh nè, rồi mã định danh cá nhân nè, mã định danh công dân nè, rồi số định danh cá nhân nè. Trong cái mã định danh điện tử này là sẽ có những cái thông tin gì trong đó thưa đồng chí? Mã định danh thì nó bao gồm một số thông tin cơ bản của công dân, ví dụ như là họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh, quê quán, rồi dân tộc, tôn giáo, rồi những cái thông tin là như là nơi đăng ký thường trú nè, tạm trú nè, và tình trạng cư trú công dân, rồi thông tin về họ tên chủ hộ, các thành viên trong hộ và ngày tháng năm chết và mất tích. Thì mã định danh điện tử đó sẽ được sử dụng như thế nào thưa đồng chí? Cái mã số định danh đó thì nó sẽ phục vụ cho công dân là tra cứu thông tin của mình trên cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và nó thay thế cho một số loại giấy tờ tùy thân để mà thực hiện trong các thủ tục hành chính như là cái lĩnh vực mua bán nhà ở nè, và thay thế cho mã số thuế. Thưa đồng chí, thì đối với mà trẻ em dưới 14 tuổi đó, thì họ sẽ sử dụng cái mã định danh điện tử để làm gì thưa đồng chí? Trẻ em thì họ sẽ sử dụng những cái mã số định danh này để là làm thủ tục nhập học nè, rồi sử dụng cho việc mà tiêm ngừa COVID-19 nè, rồi đi máy bay, đi du lịch. Để tra cứu cái mã định danh điện tử đó thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào thưa đồng chí? Đối với các trường hợp mà trẻ em được cấp khai sinh đó, thì đương nhiên cái mã định danh nó thể hiện cái giấy khai sinh rồi. Cái trường hợp thứ hai là công dân đã được cấp căn cước công dân thì đương nhiên cái số căn cước cũng là mã số định danh. Còn đối với các trường hợp mà công dân chưa làm căn cước thì nó có hai trường hợp như thế này. Nếu chưa làm căn cước mà chúng ta cần có mã số định danh thì chúng ta có thể là yêu cầu công an cấp xã in thông báo số định danh cho mình. Thế này đối với những trường hợp mà công dân đã có thông tin trong dữ liệu dân cư. Thì như chúng ta đã trao đổi thì tất cả các trường hợp có thông tin trong dữ liệu dân cư thì mới có mã định danh. Cái trường hợp thứ hai là mình không muốn đến công an cấp xã để yêu cầu in thông báo mà mình cần tra cứu thông tin mã định danh của mình trên hệ thống dữ liệu dân cư. Thì trước hết muốn thực hiện cái này thì công dân phải có điện thoại thông minh và chúng ta phải tải cái ứng dụng VNEID á. Đây là một ứng dụng do Bộ Công an cung cấp. Đó. Và chúng ta đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công. Đó. Khi đã có tài khoản trên dịch vụ công rồi thì chúng ta tiến hành là đăng nhập. Và chúng ta chọn cái thủ tục hành chính đó là thông báo lưu trú đó. Và chúng ta chọn là cái hồ sơ là nộp trực tuyến. Khi đó trên cái màn hình chúng ta sẽ hiển thị ra cái thông tin cá nhân của mình. Thì trong đó nó sẽ có cái số định danh và cũng là cái mã định danh của mình luôn. Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ những thông tin này cho chúng tôi ạ.